Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn tất cả pháp môn Đà La Ni, nên ngay trong tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn pháp không nội, nên ngay trong pháp không nội, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà an trụ pháp không nội, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà an trụ pháp không nội, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nên ngay trong pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn chân như, nên ngay trong chân như nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà an trụ chân như, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà an trụ chân như, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng.
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì muốn viên mãn pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Nên ngay trong pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả bốn tịnh ngự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì muốn viên mãn năm loại mắt, nên ngay trong năm loại mắt nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu năm loại mắt. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu năm loại mắt, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng.
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn sáu phép thần thông, nên ngay trong sáu phép thần thông nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tính, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu sáu phép thần thông, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu sáu phép thần thông, do nhân duyên ấy mà không có hai tướng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn 10 lực Phật, nên ngay trong 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu 10 lực Phật, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu 10 lực Phật, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng.